Qua công tác nghiệp vụ, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Tây Ninh rồi đưa đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng lớn, mỗi lần vận chuyển từ 30 đến 40 kg ma túy các loại. Nhận thấy đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tính chất nghiêm trọng, phức tạp, cục đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, đi sâu xác minh, xác định cầm đầu đường dây là Trần Huỳnh Vũ, sinh năm 1993, quê Đồng Tháp không có nghề nghiệp ổn định, sống lang bạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để có tiền trang trải cuộc sống, Vũ mua ma túy về rồi chia nhỏ, bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn. Đam mê cờ bạc, Vũ thường xuyên sang Campuchia tham gia vào các sòng bài hoặc đặt cược đá gà. Do thua bạc, Vũ móc nối với các ông trùng ở Campuchia, lập nên đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Sau gần một năm kiên trì theo dõi, đầu tháng 11 năm 2021, Ban chuyên án nhận được thông tin Vũ chuẩn bị đưa một chuyến hàng về thành phố Hồ Chí Minh, nhận định thời cơ đã đến, ban chuyên án quyết định cấp phó. Chiều mùng 8 tháng 11, tại đường Trần Nhân Tông quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị đã bắt quả tang Trần Huỳnh Vũ đang vận chuyển ma túy giao cho Trịnh Thành Danh, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an thu giữ gần 40 kg ma túy, trong đó có 4 kg quét tamin, 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20 kg ma túy tổng hợp dạng viên. Đáng chú ý, cơ quan công an còn thu giữ 1.000 gói ma túy trên bao bì in hình biểu tượng xe ô tô Mercedes. Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Vũ thu giữ thêm 300 g ma túy cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.